Thích quá, hai chị em được bơi tại nhà thích quá. Xin giới thiệu với các bạn, đây là chiếc bể bơi khung kim loại chịu lực của hãng Intech. Có mã sản phẩm là 26790. Hôm nay là một trong những ngày nóng nực nhất của đợt nắng nóng lần này, có nhiệt độ là 37 độ C, trời rất là nóng và nhiều gia đình đã có nhu cầu lắp bể bơi khung kim loại chịu lực tại nhà để cho các con được bơi lội tại nhà. Chiều dài của chiếc bể này là 4m và chiều rộng là 2m và chiều cao là 1m22. Nhà khách hàng của mình đặt chiếc bể này vào sân rất là vừa vặn và hợp lý. Nhà anh chị có hai người con, một bạn học lớp 6 và một bạn có 3 tuổi thôi. Bạn thấy là hai trẻ em học bơi tại nhà rất là vui. Con giỏi quá, con tự lên thang và tự xuống đi. Chiếc bể 26790 này có hai phụ kiện đi kèm, đó là chiếc thang và máy lọc nước tuần hoàn. Chiếc thang rất là chắc chắn nhé các bạn nhé. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm lên thang và xuống bể, ra vào bể một cách dễ dàng. Thích quá. Thật là tuyệt vời khi mà trời nắng nóng 37-38 độ được bơi tại nhà. Không gì thú vị hơn. Rất là đẹp. Các bạn muốn tìm hiểu sản phẩm hãy vào trang babycuatoi.vn hoặc là intechvietnam.vn để chọn kích thước và đặt hàng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.